Rồi đối với đề bài này chúng ta sẽ làm gì? Tạo bảng câu A. Lưu bản tính vào thư mục bảo vệ rừng với tên là Excel, họ tên. Phần này các bạn cần phải làm chính xác. Như vậy thì chúng ta xem thử là cái bảo vệ rừng nó nằm ở đâu. Tạo trong ổ đĩa H. Rồi tập trung đi. Những bạn mà hôm trước không đi học thì chúng ta chú ý là trong đề người ta yêu cầu là tạo trong ổ đĩa H. Nhưng lúc đi thi, nếu như mà hệ thống không có ổ đĩa H, giáo viên yêu cầu các bạn tạo ở ổ đĩa nào thì các bạn tạo trên ổ đĩa đấy. Phải chú ý phần này. Tạo ổ đĩa H, bài tập thực hành 02, thư mục con bảo vệ rừng, thư mục con phá hoại rừng, thư mục con phân loại rừng. Đó là ba thư mục con của cái thực hành 2. Và chúng ta lưu cái bài tập Excel của chúng ta nằm bên trong cái bảo vệ rừng. Giả sử thầy sẽ tạo cho các bạn ở thư mục trong ổ đĩa D. New folder, thầy sẽ tạo ở đây là bài tập TH02. Bài tập TH02. Rồi ở trong này chúng ta sẽ có là bảo vệ rừng. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ có một cái bài Excel nằm bên trong. Bài Excel nằm bên trong. Như vậy thì chúng ta sẽ lưu cái bài này vào đúng cái vị trí mà chúng ta cần. Các bạn sẽ tìm đúng thư mục mình cần. Ổ đĩa D, bài tập thực hành bảo vệ rừng. Ở đây xuống ngồi đi tí. Ở đây người ta yêu cầu các bạn là gì? Lưu với tên. Tên gì nào? Lưu với tên Excel, họ tên. Excel, họ tên. Rồi, đúng không nào? Save. Như vậy các bạn sẽ có được cái file Excel của mình. File Excel của mình với cái Excel họ tên. Được không? Một số bạn lại chưa thấy cái Zoom của thầy à? Kết nối vô đi. Trong này có rất nhiều bạn đã kết nối rồi mà. Đây nè, có khá nhiều. Trên Facebook, bạn mở Facebook ra, sau đó trên cái group Facebook của thầy có đường link và các bạn tham gia vào Zoom. Rồi các bạn bắt đầu làm cái bài này, thầy đã share rồi. Làm thầy share rồi. Các bạn sẽ làm lại. Thầy sẽ đưa cái video này lên rồi các bạn có thể xem lại cái video của mình.